Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với kênh tin mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị, xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của tin mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, tin mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Lào Cai mưa lớn gây ngập lụt cục bộ, các tuyến đường ách tắc. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao đã xuất hiện mưa lớn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, khiến một số tuyến đường ách tắc cục bộ và nước lũ ở các sông suối tăng cao. Theo Đài khí tượng Thủy văn Lào Cai, trong đêm và sáng mai mưa lớn kéo dài tập trung tại các địa phương như Bát Sát 53mm, thành phố Lào Cai 60mm, Bắc Hà 76,8mm, xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên mưa lớn nhất 85,6mm. Tại thành phố Lào Cai, mưa lớn trong nhiều giờ đã khiến một số tuyến đường ngập lụt gây ách tắc giao thông cục bộ. Mưa đều khắp cũng đẩy lũ tại các sông suối trên địa bàn tỉnh Lào Cai lên cao. Biên độ lũ dao động từ 1 đến 2 mét, có suối ngòi cao trên 2 mét. Hiện rãnh áp thấp và vùng hội tụ gió trên cao tác động đến Lào Cai có cường độ ổn định, thời tiết vẫn diễn biến xấu. Người dân các địa phương, nhất là khu vực vùng núi, cần đề phòng mưa lớn gây lũ quét, trượt lở đất đá. Người dân sinh sống hai bên vùng áp thấp ven sông cần đề phòng lũ dâng cao, không vận chuyển bè mảng, chèo thuyền, vớt các vật trôi nổi trên sông khi lũ, đề phòng ngừa mọi hiểm họa bất ngờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để có biện pháp phòng tránh kịp thời. 19 người chết và mất tích vì mưa lũ. Trước tình hình mưa lớn, lũ lụt dài ngày tại các tỉnh miền núi phía Bắc gây thiệt hại nhiều về người và tài sản, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có công điện yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền núi phía Bắc và các bộ liên quan cảnh báo nâng cao kỹ năng phòng chống mưa lũ cho người dân. Tại công điện số 64 gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền núi phía Bắc và các bộ Công an, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường nêu rõ, từ đầu tháng 7 đến nay, các tỉnh miền núi phía Bắc xảy ra mưa vừa, mưa to trên diện rộng, gây lũ, lũ quét, sạt lở đất, làm thiệt hại về người và tài sản. Theo báo cáo của các địa phương, tính đến hết tháng 7, mưa lũ đã làm 19 người chết và mất tích. Để nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng chống thiên tai khi mưa lũ xảy ra nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền núi phía Bắc và các bộ ngành tăng cường cập nhật, phổ biến các bản tin cảnh báo, dự báo tình hình mưa, lũ đến cộng đồng để chủ động các biện pháp ứng phó. Chỉ đạo các lực lượng trên địa bàn triển khai việc cắm biển cảnh báo, tuần tra, canh gác, cảnh báo cho người dân trên địa bàn các điểm xung yếu, bến đỏ ngang, ngầm tràn giao thông, các đoạn đường bị ngập sâu, nước chảy xiết khi có lũ, kiên quyết không cho các phương tiện, nhất là các xe chở khách đi qua các đoạn đường không đảm bảo an toàn. Tổ chức hướng dẫn phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm bị ngập lụt, chia cắt, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực xung yếu để kịp thời triển khai phương án khắc phục, thông tuyến khi xảy ra sự cố sạt lở gây ách tắc giao thông. Các cơ quan thông tin truyền thông, đặc biệt là tại cơ sở, tăng cường tuyên truyền cho người dân về tình hình thiên tai, hướng dẫn phổ biến các kỹ năng ứng phó với mưa lũ, rà soát và sẵn sàng phương án ứng phó đảm bảo an toàn hạ du, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến để tránh thiệt hại cho các phương tiện, công trình xây dựng trên sông, lồng bè nuôi trồng thủy sản, người dân sống ven sông khi các hồ chứa xả lũ. Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tăng cường phát các bản tin dự báo, cảnh báo, các chương trình hướng dẫn kỹ năng cho người dân để chủ động phòng tránh và ứng phó có hiệu quả với mưa lũ. Mưa to, gió lớn, hơn 40.000 du khách mắc kẹt ở Phú Quốc. Hơn 40.000 du khách mắc kẹt tại đảo Phú Quốc chưa thể về đất liền do mưa rào và dông, gió giật cấp 8, biển động mạnh. Hôm qua, theo Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang, toàn bộ các phương tiện vận tải hành khách từ đất liền ra các đảo trong tỉnh và ngược lại vẫn còn tạm dừng hoạt động do thời tiết xấu. Sáng qua, hơn 40.000 du khách vẫn kẹt tại đảo Phú Quốc chưa thể về đất liền do khu vực biển đảo Phú Quốc có mưa rào và dông, gió giật cấp 8, biển động mạnh. Tại thành phố Phú Quốc, các dịch vụ phục vụ du khách như cáp treo, lặn biển, đi bộ dưới biển, ngắm san hô, tour cano tham quan các đảo đã tạm ngưng vì ảnh hưởng mưa lớn, gió mạnh. Trước tình hình trên, lãnh đạo thành phố Phú Quốc đã kêu gọi các công ty lữ hành, nhà hàng, khách sạn tạo điều kiện thuận lợi tối đa để du khách an tâm trong thời gian bị kẹt tại đảo.
một số resort kết hợp khu check-in có tiếng như Sunset Sanato Resort and Villa đã thông báo tạm thời dừng dịch vụ tham quan chụp ảnh ở bãi biển với lý do ảnh hưởng của thời tiết xấu, mưa to, dông lốc xuất hiện trên diện rộng, sóng lớn và gió giật với cường độ mạnh rất nguy hiểm. Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Vina Phú Quốc cho biết hiện có khoảng 100 du khách của công ty đang kẹt tại Rạch Giá, Phú Quốc và Hà Tiên. Tổng lượng khách kẹt ở Phú Quốc hơn 50 người. Với nhóm khách tại Phú Quốc, công ty này đang sắp xếp hỗ trợ du khách lưu trú an toàn trong thời gian chờ tàu vào đất liền. Công ty sẽ thương lượng với cơ sở lưu trú để khách được ở lại với chi phí tốt nhất. Những du khách muốn tham quan các điểm đến trên đảo trong thời gian mắc kẹt cũng được công ty hỗ trợ xe đưa đón, thương lượng với khách các chi phí phát sinh. Đối với các nhóm khách đang kẹt ở Rạch Giá, Hà Tiên, chờ tàu ra đảo Phú Quốc, công ty có hai phương án cho khách lựa chọn là hủy tour, bảo lưu vào thời điểm khác hoặc chờ thời tiết ổn định sẽ di chuyển ra đảo. Hiệp hội Du lịch Kiên Giang khuyến cáo các doanh nghiệp thành viên có hình thức hỗ trợ du khách phù hợp bị mắc kẹt tại đảo Ngọc. Một số cơ sở lưu trú ở Phú Quốc hỗ trợ giảm giá phòng 20% cho khách du lịch bị kẹt lo ảnh hưởng của mưa bão. Phú Quốc hiện là một trong những điểm đến đông khách du lịch nhất Việt Nam sau Covid-19. Theo thống kê của Sở Du lịch Kiên Giang, 6 tháng đầu năm 2022, lượng khách tới Phú Quốc đạt gần 2,4 triệu lượt, đạt 63% so với kế hoạch năm, trong đó khách quốc tế là 8.520 lượt. Hai phụ nữ bị sét đánh chết khi đang chở nhau đi làm. Trong lúc chở nhau trên xe máy đến chỗ làm, chị Quách Thị Tê sinh năm 1985 và chị Bùi Thị N sinh năm 1988 bất ngờ bị sét đánh tử vong. Một người khác cũng bị sét đánh bất tỉnh. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 14 tháng 7 trên địa phận thôn 6, xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Cụ thể, chị Quách Thị Tê sinh năm 1985 và chị Bùi Thị N sinh năm 1988 cùng trú tại thôn Bãi Lóng, xã Thạch Bình. Khi đang di chuyển chung trên xe máy trên đường đi làm thì bị sét đánh tử vong. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Nho Quan đã phối hợp với chính quyền các xã Phú Sơn, Thạch Bình đưa thi thể các nạn nhân về gia đình để lo hậu sự. Một nạn nhân khác cũng bị sét đánh nhưng sau khoảng một tiếng đã hồi phục sức khỏe. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạch Bình Vũ Dũng cho biết địa điểm xảy ra vụ sét đánh thuộc khu vực giáp danh hai xã Phú Sơn và Thạch Bình, cách nhà các nạn nhân khoảng 7 km. Thời điểm xảy ra vụ việc trên địa bàn có mưa lớn, Ủy ban Nhân dân xã Thạch Bình đã chỉ đạo các lực lượng, đoàn thể của xã phối hợp với gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân. Ông Dũng cho biết thêm hai nạn nhân đều đang làm việc trong một công ty sản xuất đồ chơi trẻ em tại xã Văn Phong, huyện Nho Quan. Trong đó gia đình chị Bùi Thị Nờ hoàn cảnh rất khó khăn, có 4 con nhỏ. Trước mắt, Ủy ban Nhân dân xã Thạch Bình đã chia sẻ động viên và hỗ trợ 2 triệu đồng một gia đình nạn nhân, đồng thời tiếp tục kêu gọi các tổ chức cá nhân hảo tâm ủng hộ. Tại Thái Bình, sét đánh chiều nay khiến 3 người và 1 người ở Hưng Yên thiệt mạng. Trong lúc mưa dông, sét bất ngờ đánh trúng 3 người đang đi trên 2 xe máy tại đường tỉnh 456, đoạn qua địa bàn xã Thụy Thanh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình khiến cả 3 thiệt mạng. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Văn Lưu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thụy Thanh cho biết khoảng 16 giờ 10 cùng ngày, tại khu vực đường tỉnh 456 thuộc địa bàn xã Thụy Thanh, giáp danh với xã Thụy Duyên, xảy ra vụ sét đánh trong lúc mưa dông lớn khiến 3 người thiệt mạng. Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã phối hợp với các nạn nhân về trạm y tế xã Thụy Thanh để cấp cứu, nhưng cả 3 được xác định đã chết. Danh tính các nạn nhân gồm ông Đinh Bá Trọng, 50 tuổi, trú tại Song An, huyện Vũ Thư, Thái Bình, bà Nguyễn Thị Quy, 36 tuổi và con trai Nguyễn Công Đức, 16 tuổi, cùng trú tại Đông Phương, Đông Hưng, Thái Bình. Theo ông Lưu, thời điểm xảy ra vụ tai nạn là lúc hai mẹ con bà Quy chở nhau trên đường đi làm về. Người chồng đi theo sau cách vài chục mét may mắn thoát nạn. Tối cùng ngày, đại diện các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình và huyện cũng đã có mặt để động viên chia sẻ thân nhân các nạn nhân. Hiện cơ quan công an đang hoàn tất các thủ tục khám nghiệm trước khi bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Cùng ngày, trên địa bàn xã Lệ Xá, Tiên Lữ, Hưng Yên cũng xảy ra một vụ sét đánh khiến một người phụ nữ tử vong. Ông Bùi Văn Lập, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lệ Xá cho biết vào thời điểm chiều qua, trên địa bàn xuất hiện mưa to và bà L sinh năm 1968, trú tại thôn Phí Xá, Lệ Xá, trên đường đi phun thuốc sâu cho lúa về đã bị sét đánh trúng tử vong.
Ngay sau khi nhận được tin báo của nhân dân, lãnh đạo Ủy ban dân xã đã chỉ đạo lực lượng công an xã xuống bảo vệ hiện trường và báo cáo công an huyện để xử lý theo quy định. Tuy nhiên, phía gia đình nạn nhân đã đề nghị không tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định chính xác nguyên nhân tử vong và đưa thi thể bà L về làm các thủ tục mai táng. Ủy ban nhân dân xã đã hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình để tiến hành mai táng nạn nhân. Tại Cần Thơ, một phụ nữ đang làm đồng bị sét đánh chết. Vừa qua, một phụ nữ ở huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ bị sét đánh chết trong lúc đang làm việc ngoài đồng. Thông tin này được Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Cờ Đỏ xác nhận. Nạn nhân là chị NTTL, 39 tuổi, ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Theo thông tin từ gia đình, trong lúc chị L đang đi dặm lúa ngoài ruộng thì trời đổ mưa to, kèm theo sấm sét. Khi mưa dông kết thúc, không thấy chị L về nhà nên người thân ra ruộng tìm thì thấy chị đã bị sét đánh chết từ trước đó. Nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Cờ Đỏ đã tổ chức đến chia buồn, động viên, đồng thời hỗ trợ gia đình chị 5 triệu đồng. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Cờ Đỏ cũng thăm hỏi hỗ trợ thêm gia đình hơn 5 triệu đồng. Được biết, đây là trường hợp thứ 3 thiệt mạng do sét đánh ở Cần Thơ từ đầu mùa mưa đến nay. Trước đó, sét đánh xảy ra ở huyện Thới Lai và quận Ô Môn làm 2 người chết. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ, sau thời gian nắng nóng kéo dài, trong những ngày qua trên địa bàn thành phố đã xảy ra nhiều trận mưa, dông lốc gây thiệt hại về người và tài sản. Trong đó thiệt hại gần 400 căn nhà tại các quận huyện và làm chết 4 người, trong đó có 3 người bị sét đánh, 1 người bị nhà sập đè trúng. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.